Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phát lên nhờ đi khắp cả nước thu mua mọi thứ rồi bỏ đi. Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh mẽ. Nhiều người trở thành tỷ phú nhờ đi khắp nơi mua thứ mà người khác bỏ đi như nhựa, ni lông. Nằm giáp danh với huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 25 km về phía đông, thôn Minh Khai hay còn gọi là làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, lâu nay được biết đến là làng tỷ phú nhờ mua những đồ mà người khác bỏ đi về để tái chế như nhựa, ni lông. Ngay từ cổng làng Khoai đã xuất hiện những bao tải bên trong được đầy nhựa tái chế, ni lông. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải, xe ba gác lớn nhỏ chở những bao tải đồng lát đi qua cổng làng. Các bao tải chứa đựng nhựa tái chế, ni lông được chất đống dọc hai bên đường làng. Một số bãi đất trống được người dân tận dụng ở thành nơi tập kết hàng. Hàng chục bao tải nhựa ni lông xếp chồng lên nhau cao hơn 10 mét. Những điểm này trở thành các bãi tập kết nhựa và là nơi làm việc của công nhân phân loại nhựa ni lông tái chế. Ngồi lọt thỏm giữa đống nhựa cao hơn đầu người, đôi tay thăm thoát, chị Nguyễn Thị Thủy, quê ở Thái Nguyên, phân chia từng loại như chai, túi ni lông, vỉ thuốc, áo mưa thành các đầu khác nhau, gạt vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, chị Thủy kể. Công việc bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc vào 17 giờ hàng ngày. Công việc hàng ngày của chị là nhặt lọc các loại đồ nhựa có thể tái chế, chuyển vào xưởng xử lý sản xuất nằm sâu trong làng. Với công việc này, tiền công chị Thủy nhận được khoảng 200-300 nghìn đồng mỗi ngày. Những ngày đầu đến làng Khoai, chị Thủy có phần bị sốc vì vấn đề ô nhiễm từ mùi hôi bốc ra từ nhựa ni lông. Lâu ngày thì cũng thành quen, đến nay chị đã gắn bó với nghề được hơn 3 năm. Gắn bó với nghề 30 năm phân loại ở làng Khoai, chị Nguyễn Thị Thoa ở Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ. Đầu những năm 90, các chủ xưởng kinh doanh nhỏ lẻ chỉ nhận hàng trong tỉnh. Ít năm sau, nhận thấy công việc cho thu nhập ổn định, nên nhiều chủ xưởng đã đi khắp các nơi trên cả nước để nhập hàng. Một số người còn đi nước ngoài. Gần 10 năm trở lại đây, nhiều gia đình có thu nhập mở rộng sản xuất kinh doanh lên quê thôn trở thành các xưởng xử lý nhựa. Chị đánh giá công việc trở đây quá phức tạp, vất vả, là chịu được bẩn vì nhiều túi ni lông được đưa về bốc mùi hôi thối rất là khó chịu.